Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão ngoài khơi phía tây Philippines và nhiều khả năng sẽ đi vào Biển Đông sau 1 đến 2 ngày nữa. Hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương đề cập nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, trong đó đáng chú ý là dự kiến giảm và giãn nhiều loại thuế. Về làng có mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh và đồng thời cũng có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất cả nước ngay tại thủ đô Hà Nội. Trong phần tin quốc tế, rơi máy bay chở khách tại Myanmar khiến ít nhất 2 người chết và 10 người bị thương. Trong một diễn biến được cho là hiếm hoi, người đứng đầu ngành y tế Anh lên tiếng xin lỗi người thân của những bệnh nhân bị chết do không nhận được sự chăm sóc đúng mức của các bệnh viện. Một áp thấp nhiệt đới cuối mùa hình thành ở phía đông nam Philippines ngày hôm qua đã mạnh dần lên thành bão vào sáng nay 25 tháng 12, có tên quốc tế là Ukung, tức là Ngộ Không, tên do Trung Quốc đề cử. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiều khả năng cơn bão Ukung sẽ trở thành bão số 10 trên Biển Đông trong năm nay. Vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách đảo Mindanao của Philippines khoảng 170 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Đến sáng ngày 27 tháng 12, bão tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trên Biển Đông. Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn 25 km một giờ và cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đáng chú ý là đến ngày 28 tháng 12, bão Ukung tăng tốc lên 30 km một giờ về hướng Tây và cường độ bão mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Bão Ukung hình thành và đi vào Biển Đông nước ta được xem là điều khá bất thường khi xuất hiện muộn vào dịp cuối năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khả năng bão đổ bộ vào đất liền nước ta cần phải theo dõi trong thời gian tới vì bão vừa mới hình thành. Tuy nhiên, bão Ukung có đường đi dự báo khá giống với cơn bão Mirene, cơn bão số 11 năm 2009, xuất hiện vào cuối mùa bão, đổ bộ vào Nam Trung Bộ khiến hơn 100 người thiệt mạng và tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó với bão Ukung, 16 giờ chiều nay, Bộ Quốc phòng đã có công điện khẩn gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Cảnh sát biển. Công điện yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh thành ven biển phối hợp với địa phương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Cảnh sát biển tổ chức trực theo quy định, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện của đơn vị đang làm nhiệm vụ trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Theo dự báo, thì đêm nay bão Ukung sẽ đổ bộ vào Philippines. Hội đồng Quốc gia Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai nước này đã phải ban bố tình trạng báo động đỏ tại một số vùng ở miền Trung và miền Nam, những nơi vừa bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Bopha hồi đầu tháng. Theo cơ quan trên, người dân sống tại các vùng thấp và vùng núi đã được cảnh báo chuẩn bị đối phó với lũ quét và lở đất do ảnh hưởng của cơn bão. Các thuyền đánh cá và các tàu biển nhỏ được cảnh báo không ra biển ở các vùng ngoài khơi đảo Luzon và vùng bờ biển phía đông các đảo Visayas, Mindanao. Vào lúc 2 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tâm của cơn bão ở phía đông đảo Guian thuộc tỉnh Đông Sama, miền trung Philippines, khoảng 130 km. Cơn bão đang tiếp tục di chuyển về bờ biển phía đông Philippines với sức gió ở gần tâm bão là 65 km/h, giật là 80 km/h và có xu hướng mạnh lên. Hôm nay, các trang dự báo thời tiết quốc tế đồng loạt phát tin cảnh báo cơn bão này sẽ vượt qua Philippines và vào Biển Đông trong 48 giờ tới. Theo dự báo, cơn bão này có đường đi khá giống với cơn bão Mirene hồi năm 2009. Bão Mirene khi đó đã càn quét qua miền đông Philippines, làm 27 người thiệt mạng và khiến 16.000 người mất nhà cửa trước khi đổ bộ và gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. Mirene cũng được cho là tồi tệ nhất ở các tỉnh miền Trung kể từ năm 1993. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ chiều ngày hôm qua, chiều cường mạnh bất ngờ xuất hiện tại khu vực thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiều cường dâng cao nhất tại xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đã làm sập 8 nhà dân nằm sát bờ biển và đang đe dọa trực tiếp hơn 40 căn nhà khác, làm siêu vẹo hàng trụ điện dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng. Theo những người dân tại đây, khoảng 5 năm nay, chiều cường thường xuyên xuất hiện và đây là lần xuất hiện thứ hai kể từ đầu năm 2012, nhưng bất ngờ nhất và mức độ mạnh nhất. Chiều cường cũng đã làm nước biển dâng và xâm thực mạnh vào bờ với chiều dài khoảng 1 km. Ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã huy động 40 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 85 để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, dùng hàng nghìn bao cát để tạo tuyến đê tạm thời ở các khu vực sạt lở nghiêm trọng, giúp dân gia cố lại nhà, dựng tạm thời lại trụ điện có nguy cơ bị đổ, di chuyển đồ đạc và sẵn sàng ứng phó với các đợt chiều cường tiếp theo. Theo dự báo, có khả năng tối nay chiều cường tiếp tục xảy ra, đe dọa tính mạng, tài sản của các hộ dân quanh vùng. Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày hôm qua tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ lật đò nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng. Theo người dân địa phương, vì là đêm Giáng sinh nên có một số thanh niên hẹn nhau chèo đò từ xóm Bến qua chơi với bạn bè ở xóm Cồn Két nằm giữa sông Danh. Do gió to và sóng lớn nên khi đò cách bến khoảng 100 mét thì bị chìm. Trên đò lúc đó có 9 người. Sau khi đò chìm, 6 người đã được người dân địa phương kịp thời cứu lên bờ, còn 3 người bị mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 2 thi thể là chị Nguyễn Thị Phượng và chị Hoàng Thị Lợi. Đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì nạn nhân thứ 3 là anh Trần Văn Lý Tý cũng đã được tìm thấy. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 1 năm 2009 cũng tại Quảng Bình, con đò chở gần 80 người đi sắm Tết đã chìm xuống dòng sông Danh ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch khiến 42 người thiệt mạng. Sau hơn 2 ngày nỗ lực cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 9 giờ 40 phút sáng nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã cứu hộ thành công 5 thuyền viên trên chiếc tàu của Malaysia gặp nạn trên biển vào bờ. Sáng nay, vùng biển Thừa Thiên Huế lặng gió, lực lượng cứu hộ đã dùng súng bắn dây từ bờ ra tàu với khoảng cách 300 mét, tổ chức đưa 5 thuyền viên từ tàu vào bờ bằng bè cứu sinh. Rất may, sau 2 ngày bị kẹt trên tàu, chúng tôi được lực lượng cứu hộ ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, sức khỏe chúng tôi tốt nhờ được sự chăm sóc chu đáo của Bộ đội Biên phòng. Chúng tôi xin cảm ơn đến chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi. Trước đó, vào 14 giờ chiều ngày 23 tháng 12, tàu Onikas One, quốc tịch Malaysia, có trọng tải 3.000 tấn, đang được tàu của Singapore lai dắt từ Malaysia đi Thượng Hải để tiến hành sửa chữa, thì gặp sự cố đứt dây trôi giạt và mắc cạn tại vị trí cách bờ biển thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền khoảng 300 mét trong điều kiện thời tiết xấu. Cả ngày hôm qua, các lực lượng chức năng đã cố gắng tiếp cận, cứu nạn nhưng không thành công do sóng gió quá mạnh. Các thuyền viên trên tàu bị nạn được đưa về Hải đội 2 Biên phòng tỉnh để chăm sóc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục pháp lý. Vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, tàu cá mang số hiệu BD94479 gồm 13 ngư dân của tỉnh Bình Định đã bị hỏng máy do thời tiết xấu tại vị trí cách Nha Trang khoảng 42 hải lý về hướng Đông Nam. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin từ hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn khu vực đã điều động tàu SA-2701 lên đường ứng cứu. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, thì tàu SA-2701 đã tiếp cận và tiến hành các biện pháp cứu hộ tàu gặp nạn. Dù thời tiết biển rất xấu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nhưng sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng gió, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn thì hiện con tàu cùng với 13 thuyền viên đã được cứu hộ an toàn và 18 giờ chiều nay thì đã cập cảng Ninh Thuận. Nhằm tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam tại Bảo tàng Hội An. Triển lãm đã thu hút đông đảo du khách nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Hội An đến tham dự, nghiên cứu và tìm hiểu. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến ngày 3 tháng 1 năm 2013, trưng bày hơn 60 hình ảnh tư liệu liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là các bản đồ cổ, thư tịch, thực địa trong và ngoài nước, cũng như những ghi chép trong nhiều tác phẩm lưu ký, sử ký từ thế kỷ 15 đến nay. Thông qua các tư liệu này, triển lãm một lần nữa khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Việt Nam đối với hai quần đảo, qua đó tăng cường nhận thức trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kêu gọi bạn bè quốc tế cùng chung tay, góp sức giữ gìn sự ổn định của Biển Đông và khu vực. Bên cạnh đó, Hội An cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm sưu tầm, bổ sung thêm các nguồn tư liệu quý còn lưu giữ trong nhân dân, tổ chức các chương trình tâm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa, góp đá xây Trường Sa.
Ngày hôm nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Nhiều giải pháp đã được đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và đời sống của người dân. Đáng chú ý, giải pháp về giảm, giãn nhiều loại thuế được cho là kịp thời và hợp lòng dân. Cụ thể, Chính phủ dự kiến gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cùng với đó là dự kiến không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện, giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, theo hướng đối với ô tô đăng ký lần đầu thì mức thu chung là 10%. Đối với thuế đất, giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014, nếu số tiền thuê đất phải nộp tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010. Cho phép các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính được lùi thời gian nộp tiền sử dụng đất trong vòng 24 tháng kể từ ngày nộp thuế. Nhà ở xã hội cũng sẽ được giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng đầu ra từ mùng 1 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và giảm tiếp 30% năm tiếp theo. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ đang gấp rút đưa ra 9 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự án ngân sách nhà nước năm 2013. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhóm giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm. Chính phủ cũng đã dự thảo nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Theo số liệu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố ngày hôm nay, mức thưởng Tết Quý Tỵ trên địa bàn thành phố giảm nhiều so với năm ngoái, mức cao nhất cũng chưa bằng 1/5 so với thành phố Hồ Chí Minh. Thưởng Tết Quý Tỵ trên địa bàn Hà Nội cao nhất là khoảng 74,5 triệu đồng, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Tính bình quân, mức thưởng của khối này là cao nhất, khoảng 3,74 triệu đồng một người, tuy nhiên giảm 8,2% so với năm trước. Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, thưởng Tết cổ truyền bình quân là 3,71 triệu đồng một người, giảm 12% so với năm trước. Tại khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước, thưởng Tết cổ truyền cũng giảm gần 8%, đạt bình quân 3,17 triệu đồng một người. Đây cũng là khối có mức thưởng Tết thấp nhất của Hà Nội với 200.000 đồng. Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu của Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất cho thấy mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn này là 400 triệu đồng một người. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện và tạm giữ một tàu chở gần 1.500 tấn quặng sắt không giấy tờ hợp lệ. Tàu bị tạm giữ là Thanh Long 08 do Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1979 quê ở Nghĩ Hải, huyện Nghĩ Hưng, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng cùng 8 thủy thủ. 1.500 tấn quặng sắt trên tàu là loại quặng sắt nghèo dùng để phụ gia sản xuất xi măng. Khi bị kiểm tra, chủ tàu đã trình giấy tờ mua bán giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Sen có trụ sở ở Nghệ An và công ty Thiên Tân có trụ sở tại Hải Dương và hợp đồng vận chuyển, nhưng tất cả đều không hợp lệ. Thêm vào đó, tất cả các thủy thủ trên tàu đều không có chứng chỉ thuyền viên, không có bằng chứng nhận thuyền trưởng và một số thủy thủ không có giấy tờ tùy thân. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đưa tàu vào cảng Cửa Lò, Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyển sang các thông tin về y tế. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa cho biết đến thời điểm này đã có gần 30 trường hợp có phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine Quinvasen. Hiện các thống kê tai biến sau tiêm loại vaccine vẫn đang được thực hiện để có những so sánh giữa vaccine Quinvasen với các phản ứng của vaccine khác. Theo Cục Y tế Dự phòng, vaccine Quinvasem ngừa 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan siêu vi B và HIV do Hàn Quốc sản xuất được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 6 năm 2010, tiêm cho trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi. Sau khi có hàng loạt trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vaccine Quinvasem, Cục Y tế Dự phòng đã có văn bản gửi Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị phối hợp kiểm định độc lập mẫu lưu vaccine 5 trong 1 Quinvasem tại nhà máy ở Hàn Quốc. Việc kiểm định này cũng sẽ được thực hiện đối với mẫu lưu vaccine ở Việt Nam. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị nhà sản xuất vaccine ở Hàn Quốc cung cấp thông tin vaccine này đã được sử dụng ở những quốc gia nào và các phản ứng liên quan. Một trong những vấn đề nóng nhất của dân số Việt Nam hiện nay là tỷ số giới tính khi sinh đang tăng nhanh đến mức báo động. Mặc dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra, song để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống mức 113 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2015 là rất khó khả thi. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đã phải thừa nhận như vậy tại lễ meeting kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế, thì nguyên nhân khiến cho việc đạt mục tiêu trong chiến lược dân số và kế hoạch và sức khỏe sinh sản về giảm tỷ số giới tính khi sinh là rất khó khăn, là do khó có thể thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ vốn đã ăn sâu trong tư tưởng của người Việt. Các biện pháp ngăn chặn và sàng lọc giới tính trước sinh không có hiệu quả, dẫn đến tình trạng sinh con theo ý muốn ngày càng gia tăng.
Đặc biệt năm 2012, năm Nhâm Thìn, được coi là năm đẹp trong quan niệm của người Á Đông, nên số trẻ em sinh ra đều tăng ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trong đó vẫn xảy ra tình trạng trẻ sơ sinh nam nhiều hơn nữ. Sau lễ meeting thì hàng trăm thanh niên đã ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 với các khẩu hiệu theo chủ đề kiểm soát có hiệu quả tỷ số giới tính khi sinh, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba cao vẫn đang là thách thức lớn nhất của công tác dân số ở nước ta hiện nay. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế xã hội, chất lượng dân số, mà quan trọng hơn là chính những bé trai sinh ra ở thời điểm này sẽ khó có thể lấy vợ trong 20 năm sau. Câu chuyện tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội sau đây cho thấy sự thất bại trong chính sách dân số ngay tại thủ đô Hà Nội. Mới 27 tuổi, nhưng nhìn chị như đã ngoài 30. Lấy chồng từ năm 18 là dâu trưởng, chị càng phải tất bật lo toan nhiều việc hơn. Làm mẹ của ba đứa con, tất cả đều là con trai, nhưng mong muốn có thêm con, thêm cháu chưa bao giờ là vơi cạn trong gia đình này. Không những nhà mình đây còn vẫn còn mấy mảnh đất nữa. Chính vì cái điều kiện như này nên ông bà mới khuyên động viên đẻ thêm. Đó cũng là suy nghĩ của không ít gia đình ở xã Ngọc Tảo này. Dù kinh tế có khá giả hay không, nhưng với quan niệm đông con thì nhiều phúc, gia đình nào cũng muốn sinh nhiều con. Ba cháu thì kinh tế nó khó khăn nhưng mà cố gắng rồi. Cứ đẻ thôi chứ con nuôi ít nữa thì lại chơi sinh vó chứ chơi sinh cỏ. Trong tổng số 183 trẻ ra đời vào năm 2012 tại xã Ngọc Tảo thì có đến hơn 40 trẻ là con thứ ba, chiếm tới hơn 20% tổng số sinh. Đó cũng là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay ở xã này. Những cái năm 80, 90 của thế kỷ 20, thế kỷ trước 20 thì chúng tôi tỷ lệ con thứ ba cao nhất là có 17%, mà cho đến nay là 2012 là chúng tôi 22,4%, coi là tỷ lệ sinh con thứ ba quá cao ở địa phương từ xưa tới nay, kỷ lục. Không chỉ lập kỷ lục về tỷ lệ sinh con thứ ba, mà Ngọc Tảo còn đứng đầu cả nước về mức chênh lệch giới tính khi sinh. Lớp học 5 tuổi của trường mầm non Ngọc Tảo, từ nhiều năm nay, số học sinh nam luôn nhiều hơn học sinh nữ. Một lớp có 40 em thì có tới gần 30 em là nam. Số trẻ nam bao giờ cũng chiếm nhiều hơn, ví dụ như từ 65-70% là nam, còn lại chỉ 25-30% là trẻ nữ. Cũng trong năm 2012, mức sinh của toàn xã Ngọc Tảo là 183 trẻ, trong đó nam là 107, còn nữ là 76. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đạt mức gần 150 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Đó là mức cao nhất tính từ hàng chục năm trở lại đây ở xã này, và cũng là tỷ lệ cao nhất cả nước. Chưa có con trai thì người ta vẫn đẻ tiếp con trai, mà nếu có con trai rồi là người ta vẫn muốn đẻ. Cũng theo các cán bộ ở đây, thì không chỉ tỷ lệ sinh con thứ ba cao, mà tỷ lệ sinh con thứ tư, thứ năm ở xã cũng đang có chiều hướng gia tăng. Cùng với mức mất cân bằng giới tính khi sinh, thì hai vấn đề này đang trở thành câu chuyện nhức nhối ở xã Ngọc Tảo. Đó cũng là thách thức chung của công tác dân số nước ta. Những kỳ vọng của ngành dân số trong việc cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trong hàng chục năm qua vẫn mãi chỉ là kỳ vọng. Từ 2006 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng. Chưa có khi nào tỷ số giới tính khi sinh từ năm 2006 đến nay dưới 110. Mà bình thường cái tỷ số giới tính khi sinh nó chỉ dao động khoảng từ 103 đến 106. Gần 20 năm nuôi nấng một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành không phải dễ dàng. Với một xã còn nghèo như Ngọc Tảo thì điều đó càng khó khăn hơn. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở chất lượng dân số, mà quan trọng hơn là chất lượng sống của chính những đứa trẻ được sinh ra vào những năm đầu của thế kỷ 21. Chuyển sang các tin tức quốc tế, một tờ báo của Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Giữa máy bay chở khách tại Myanmar khiến ít nhất 2 người chết và 10 người bị thương.
Trong một diễn biến được cho là hiếm hoi, người đứng đầu ngành y tế Anh lên tiếng xin lỗi người thân của những bệnh nhân chết do không nhận được sự chăm sóc đúng mức của bệnh viện. Một tờ báo của Hàn Quốc ngày hôm nay tiết lộ nguyên nhân khiến cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đột ngột qua đời vào năm ngoái, có thể là do sự phẫn nộ của ông. Mặc dù trước đó Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã qua đời trên một chuyến tàu vào ngày 17 tháng 12 sau khi bị đau tim do làm việc quá sức. Theo Joseon Inbon, một tờ báo của phe bảo thủ ở Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã vô cùng giận dữ và lên cơn đau tim vì nhà máy thủy điện ở Hoicheon cách Bắc Bình Nhưỡng khoảng 120 km bị phát hiện rò rỉ nước quá chậm trễ. Nhà máy điện này là dự án xây dựng trọng điểm do ông Kim Jong-un chỉ đạo nhằm giảm tình trạng thiếu điện ở thủ đô. Ông Kim Jong-un đã thăm công trường xây dựng 8 lần kể từ khi nó được khởi công năm 2009, nhưng theo tờ Joseon Inbo, đập cao 100 mét của nhà máy đã bị dò nước qua các vết nứt trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un qua đời. Dự án được hoàn thành vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Triều Tiên đã ca ngợi dự án là một trong những thành tựu lớn của cố lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi người dân tại khắp nơi trên thế giới nô nức đón một mùa Giáng sinh ấm áp với muôn vàn cách thức khác nhau, thì tại một số nước thuộc khu vực Đông Âu, nơi đang phải trải qua những ngày giá rét khắc nghiệt, những người vô gia cư hầu như đã không còn tâm trạng để tận hưởng ngày lễ này. Không có quà tặng, không có những con gà Tây quay, niềm vui duy nhất của họ có lẽ là đã sống sót nhờ những căn lều tạm và những bát súp cứu trợ từ chính phủ. Trong ngày hôm qua, một đợt tuyết rơi dày lại tiếp tục phủ trắng thủ đô Kiev của Ukraine. Các công nhân vệ sinh đã phải làm việc cả ngày để dọn sạch tuyết trên đường phố, cũng như những tảng băng nguy hiểm hình thành trên vỉa hè. Trong suốt tuần qua, thủ đô Kiev liên tục phải hứng chịu những đợt tuyết rơi dày khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp đến âm 23 độ C. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn thừa nhận rằng rất nhiều người vô gia cư đã không có đủ chỗ để trú đông. Thời tiết thực sự giá lạnh. Một vài người đã bắt đầu đến các nhà ga xe lửa để sưởi ấm. Họ đến và ngồi rất yên tĩnh. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã không cho phép những người không có vé ngồi lại đây. Hôm qua, tôi cũng đã bị họ yêu cầu đi ra ngoài. Chính phủ Ukraine đã cho thiết lập hơn 3.300 lều tạm trên khắp đất nước để cung cấp bữa ăn nóng và chỗ ngủ cho những người vô gia cư và người già. Đã có khoảng 22.500 người nhận được sự hỗ trợ này. Có rất nhiều người đang ở đây, cũng như đến đây mỗi ngày. Và sẽ còn rất nhiều người nữa sẽ đến đây trong những ngày tới. Theo dự báo, tình hình thời tiết giá lạnh sẽ được cải thiện vào ngày mai 26 tháng 12. Tuyết rơi và giá lạnh đã khiến số người chết ở Ukraine tăng lên 84 người. Hầu hết trong số đó đều được tìm thấy ở ngoài đường. Mùa đông năm ngoái, nước này cũng đã có hơn 100 người chết vì giá lạnh. Tiếp theo là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu 89 trẻ em và bắt giữ 355 người trong một chiến dịch truy quét các mạng lưới buôn bán trẻ em trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm 18 tháng 12 vừa qua. Được biết, chiến dịch này đã triệt phá 9 mạng lưới khác nhau tại các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên, An Huy và Quảng Đông. Những trẻ được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và ADN để xác định nhân thân. Hiện cảnh sát đang tìm cách liên lạc với cha mẹ các em. Kể từ tháng 4 năm 2009 cho đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá được tới 11.000 đường dây buôn bán trẻ em, giải cứu được 54.000 em nhỏ. Cũng tại Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết đã có 11 trẻ em mẫu giáo thiệt mạng trong một tai nạn giao thông xảy ra hôm qua ở tỉnh Giang Tây, miền đông nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe chở 15 em nhỏ và một giáo viên bất ngờ lao xuống ao nước sâu khoảng 3-4 mét bên đường tại Quý Khê, Giang Tây. Theo thông tin ban đầu, tài xế đã lái xe quá nhanh và buộc phải cua gấp để tránh đụng phải chiếc xe đậu phía trước. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế để thẩm vấn, đồng thời đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Người Mỹ đã trải qua đêm Giáng sinh không trọn vẹn khi lại có thêm một vụ nổ súng tại khu vực ngoại ô Wester của thành phố Rochester, bang New York vào lúc 6 giờ sáng qua theo giờ địa phương, làm ít nhất 2 lính cứu hỏa thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã nổ súng vào các nhân viên cứu hỏa khi họ đang cố gắng dập tắt một vụ hỏa hoạn ở bang này. Theo cảnh sát trưởng Wester, thủ phạm thực hiện vụ nổ súng là William Spengler, 62 tuổi, đã từng có tiền án 17 năm tù vì tội giết người, và tên này đã tự sát ngay tại hiện trường. Đã có ít nhất 2 người chết và 10 người bị thương sau khi một máy bay chở 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn bị rơi khi đang nỗ lực hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Heho ở bang San, miền nam Myanmar vào ngày hôm qua. Theo Thứ trưởng Thông tin Myanmar, tuyết rơi dày gây hạn chế tầm nhìn là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, đồng thời xác nhận hành khách thiệt mạng là một trẻ 11 tuổi và có 4 người nước ngoài. Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Fokker 100 đã hoạt động 22 năm thuộc sở hữu hãng hàng không tư nhân Air Bergen.
Tại Anh, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011, đã có 38 người chết đói hoặc chết do không nhận được sự chăm sóc đúng mức khi đang điều trị tại hai bệnh viện ở nước này. Trong một diễn biến được cho là hiếm hoi, hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Y tế Anh đã phải lên tiếng xin lỗi gia đình và thân nhân những nạn nhân trong vụ việc. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt cho biết ông thấy ghê tởm và kinh hoàng khi nhìn danh sách những nạn nhân chết oan do sự tắc trách của hai bệnh viện là Alexandra và bệnh viện Gloucestershire. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Anh đang hành động để đảm bảo rằng sự suy đồi về y đức tại các bệnh viện sẽ được phát hiện sớm nhất. Một trong những nạn nhân bị ngược đãi là một cụ ông 84 tuổi, người này đã chết đói vì không thể nuốt được thức ăn bệnh viện cung cấp. Một người đàn ông khác cũng bị bỏ đói cho đến chết sau 4 ngày nhập viện vì ống dẫn thức ăn đã bị đặt không đúng vị trí. Trong một trường hợp khác, một phụ nữ cao tuổi đã không được làm vệ sinh trong vòng 11 tuần. Người dân đã gửi thư cho tôi sau khi Ủy ban Quản lý Chất lượng Y tế của Anh đề cập đến mối quan tâm của họ đối với bệnh viện. Tôi nghĩ rằng các bệnh viện nên lắng nghe những quan tâm của bệnh nhân để sửa chữa sai lầm. Những sai phạm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại hai bệnh viện nói trên đã gây ra sự mất mát và nỗi đau lớn cho bệnh nhân và thân nhân của họ. Sở Y tế Quốc gia Anh đã phải trả 410.000 bảng Anh để bồi thường cho những bệnh nhân nói trên. Bất ổn leo thang, bạo lực xảy ra triền miên đã đẩy hàng triệu người dân Syria vào cuộc sống bế tắc không lối thoát. Rất nhiều người dân vô tội đã bị cướp đi sinh mạng, trong khi những người may mắn sống sót thì cũng chẳng khá hơn là bao, bởi họ đang phải sống hàng ngày trong các trại tạm thiếu thốn vật chất với bề bộn những lo lắng về tương lai mù mịt ở phía trước. Bà 32 tuổi, chị Hafla Arabai đã phải tự gồng mình để đảm bảo cuộc sống cho 7 mẹ con tại một trại tị nạn dành cho người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. 10 tháng trước, vợ chồng Hafla cùng 5 đứa con tìm đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, đứa con thứ 6 còn đang trong bụng mẹ. Em bé được sinh ra trên đất khách, nơi hiện đang có khoảng 12.000 người tị nạn Syria sinh sống. Cuộc sống ở trại tị nạn đã khó khăn, này lại càng thêm vất vả hơn đối với Hafla khi cách đây một tháng, chồng chị phải trở về Syria để tham gia cuộc đấu tranh của phe đối lập chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Chúng tôi đã ở Syria một tháng. Tôi không nghe được bất cứ thông tin nào về anh ấy. Cảm ơn Chúa chúng tôi đã ở đây và chúng tôi đã sống sót. Vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay là sự vắng mặt của chồng tôi. Chúng tôi đang ngày đêm trông đợi anh ấy trở lại. Mùa đông đến mang theo giá lạnh cũng khiến cuộc sống tạm bỡ qua ngày của 7 mẹ con chị Hafla trở nên thiếu thốn hơn. Cuộc sống ở đây vào mùa đông rất khắc nghiệt. Chúng tôi không có đủ quần áo để mặc, nhưng tôi hy vọng Chúa sẽ chỉ đường cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sống sót. Chúng tôi cũng mong sớm được trở về nhà. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã có khoảng 144.000 người Syria đăng ký được sống trong các trại tạm của nước này. Trong khi đó, hàng chục nghìn người khác chưa đăng ký cũng đang sống tạm bợ tại các ngôi làng hẻo lánh ở biên giới hai nước. Vào tuần trước, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã phải kêu gọi hỗ trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ hàng triệu người Syria đang phải đối phó với vô vàn khó khăn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.